thể chị em và các bạn đang quay trở lại chương trình hướng dẫn cắm hoa. Hôm nay mình chia sẻ với chị em một mẫu hoa mà các bạn có thể áp dụng đặt ở bàn thờ hoặc là ở nhà thờ cũng được luôn ha. Và đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị là một cái cục xốp như thế này, mình có đặt trên cái khay nhựa hoặc là các bạn có thể là đặt ở trên một cái dĩa bằng sứ như thế này. Đấy, như thế này ha. Dài cái sao nó đặt được cái cục xốp nó lên là được rồi. Chỉ cần các bạn có thể là sử dụng cái dĩa tròn đó để mà mình làm xốp lên cũng được luôn ha. Rồi đầu tiên á, để bạn cắm cái này á là gọi là cái này là nó áp dụng cho những cái bàn thờ hoặc là những cái nơi mà mình thờ phượng, nó sẽ cao như thế này đó. Và rộng cũng khá là rộng ha. Đây, bước đầu tiên mình sẽ đây là cái lá thiên tuế, mình có sử dụng cái kéo để mà mình cuốn nó lại cho nó cong, tạo thành một cái đường cong đó. Ở đây các bạn, và mình đo hai cái này nó bằng nhau. Để chiều cao là một sốt rồi. Thank you.
Hoa cúc là một trong những loại hoa mà các bạn có thể đặt chân được rất là lâu. Và đây là một trong những loại hoa mà nhà thờ hoặc là nhà chùa rất là hay sử dụng ha. Thực ra hoa cúc là nó không hề rẻ đâu nha. Mình mua một bó này á, là 60.000 đồng. Chỉ có 10 bông thôi. Tức là nó tương đương là 6.000 đồng một bông. Trong đấy một bó hoa hồng á, là nó cũng khoảng là 2.000 một bông. Cái ưu điểm khi mà mình dùng hoa cúc để mình trưng trong nhà, cái nhà của mình nó rất là sáng và đẹp, đặc biệt là vào những cái dịp lễ Tết, cho nên là lễ Tết hoặc là ngày rằm á, là ở Việt Nam mình là cực kỳ thích trưng hoa cúc, gần như nhà nào cũng có một bình để trưng hết trưng trong nhà. Màu vàng á, màu vàng là màu may mắn. Bây giờ mình sẽ dùng 3 cây thủy trúc. Mình sẽ sử dụng lá cau thiện ha. Cắt nó hơi mập là chút. Thì khi đó mình cắt vào mình sẽ thấy nó đẹp.
Mình dùng một số lá dừa xịt khác là mình đưa vào bên trong. Đây là cây hoa sa lem màu tím, mình sẽ đưa vào.
là mình đã xong được một bình hoa. Và bình hoa này là các bạn hoàn toàn có thể áp dụng đặt được ở nhiều dịp trong đám giỗ hoặc là trong trên bàn thờ tổ tiên nhé, đúng không? Bàn thờ tổ tiên rồi cùng với lại là những cái dịp lễ Tết hoặc là những dịp mà thờ rằm cũng rất là nhiều dịp mà các bạn có thể hoàn toàn áp dụng được cái bình hoa này. Và ở đây là mình đang sử dụng là hết hai bó hoa cúc gọi là cúc lưới, rồi hết một bó hoa sa leo màu tím cùng với lại là khoảng 6 cái lá cau kẽm cùng với lại hai cái lá chân tuế và một vài cái nhánh, đây gọi là lá dương sĩ khác, mình kết hợp ở phía bên này mình để vô thành trong nó đầy lá đây. Rồi nếu như mà các bạn thấy cái bình hoa này hãy nhớ like cho mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.